Rồi chào anh em nha, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em về cái sản phẩm đó là full bộ tay gen CNC dành cho cái hệ xe là Raider Sachi FE nha anh em. Thì sản phẩm này đến từ thương hiệu TA Racing. Một bộ sản phẩm tay gen nó bao gồm là một tay gen CNC nguyên khối, một ắc gen và một bạc đạn rế. Thì giá cho full bộ tay gen của Raider Sachi FE CNC này số một tổng xe máy của tháng mình bán có giá là 1,2 triệu một bộ và miễn phí giao hàng toàn quốc cho anh em luôn. Thích hợp cho anh em từ xe zin tới xe đã làm độ sổ trái thì rất cần thiết lên một cái tay gen CNC như thế này nha anh em. Đó. Thì hiện tại số một tổng xe máy của tháng mình cũng có bán full đầy đủ cái dòng tay gen CNC, đủ dòng xe như là Exeter 135 4 số 5 số, Exeter 150, rồi Winner Sonic 150 FI, Raider Sachi FE, toàn bộ là dòng tay CNC. Thì cái dòng mà Raider Sachi FE hoặc là Winner Sonic thì có giá là 1,2 triệu một bộ một tay. Còn dòng Exeter 135 hoặc là 150 thì có giá là 1,1 triệu một tay. Một tay thì lúc nào nó cũng đầy đủ là một tay gen, một ắc gen và một bộ đạn rế như thế này nha anh em. Đó. Anh em mà lên xe sổ trái này kia đi cấu hình zin zin nào này kia là rất cần thiết một cái bộ tay gen như thế này. Đồ chơi xe thì mình sẽ update liên tục cho anh em. Anh em nào cần món đồ nào thì cứ alo em qua số điện thoại là 0933 996 3322 ha.